ơi, con biết cái gì mà số 1 hát vậy mà kêu số 1. Hát bình thường, nghe còn có chinh chinh phô phô vài chỗ, cái lỗ tai thẩm âm còn tốt lắm, nghe là biết liền. Ôi, phô ở chỗ nào anh? Em thấy hát hay như nước dĩa vậy á. Hát hay mà không kiếm được tiền thì cũng vậy thôi. Ủa, tưởng nghệ sĩ mình đi hát là đêm nào cũng có show chứ con. À, ai nghe. Đã thành vợ thành chồng rồi thì cái kiếm công việc gì nó ổn định mà làm. Hát hò rồi có ra tiền được không? Ủa, sao tự nhiên mọi người xúm vô chửi anh vậy? Mà... Dạ, đối với con, hát là công việc. Nội yên tâm, tụi con sẽ sống được. Nội cứ yên tâm, nếu mà không đủ á, con tự đi làm được mà. Em lông bông vậy ai thèm nhận em. Trời. Em nói gì kỳ vậy? Con bé Hạnh nó xinh, nó dễ thương vậy, nó chỉ cần đi xin việc làm một cái là người ta nhận liền. Ví dụ mấy chỗ mà làm lễ tân BG gì đó, người ta thậm chí còn trả lương cao nữa. Xinh vậy mà, đúng không? Vợ thì không bao giờ khen được con nào đẹp đâu. Em vợ nó suốt ngày đẹp đẹp rồi. Không, cái này em nói thiệt, nó đẹp thì mình khen nó đẹp. Cái nhìn khách quan từ một người đàn ông, đúng không ba? Tối nay mày sẽ tan xác. Cái đồ, anh nói chuyện với ai mà cứ à ầm hoài vậy? À, anh nói chuyện với bạn của anh. Nó tính là kêu anh chỉnh nhạc game. Lương cũng cao lắm á, nhưng mà làm có vài ngày à. Em cũng sợ nó làm ảnh hưởng đến việc sáng tác của anh á. Ủa, mà tiền cao là nhiêu vậy anh? Anh có muốn làm thử không? Không có biết nhạc đá banh mình để cái này có được không ta? Em cũng không biết nữa. Thôi vậy giờ mình thử vừa coi vừa nghe luôn đi anh. Nè. Mấy cái này là phải tăng cảm xúc lên, là phải tiếng hò hét gì rửa tay nhiều vô. Nếu như mà đặt vô lập trường của cầu thủ á, mà không ghi được bàn mở nhà môn chứ. Nhưng mà cái này anh phải coi là mấy quay đang bắt ai dính chứ. Tăng cảm xúc lên. Chết đá trúng rồi đó. Nhưng mà anh biết là mình đang làm game mà. Anh làm cái này người ta chơi game cái sản phẩm sao? Từ từ vô, hứng thú thôi. Coi. Có thấy thú vị không em? À, này thì được nè. Em thấy để mấy cái âm thanh đời thật vậy thì nó ok hơn á. Anh vừa mới làm đúng không? Thấy sống động không em? Sống động cái gì chứ, em nghe nó dơ dơ là sao á. Sao anh? Sao nói chuyện cứ à ầm hoài vậy, họ đồng ý không? Họ rất thích. Vậy họ có giao thêm việc cho mình làm không anh? Họ kêu anh á là làm âm thanh chèn vào phim hoạt hình. Ôi, vậy là tốt quá luôn rồi đó. Ôi, nếu vậy á miễn sao nó không có ảnh hưởng đến việc sáng tác của anh là được rồi. Nhưng mà em nói đó, em không phải vì tiền đâu. Thấy em vui á, dù là vì gì anh cũng làm. Cái này là hoạt hình gia đình đó anh. Công nhận nha, nguyên một bộ nhân vật giống y chang gia đình em luôn á. Suốt ngày cãi nhau om sọt. Mà sao em thấy á, ta không có gửi phim mà toàn gửi nội dung không vậy? À, tại vì người ta sợ bị lộ ra ngoài, cho nên anh phải lên đó anh xem phim rồi anh truyền nhạc cho luôn. À, nếu vậy là phải tùy cơ ứng biến đúng không? Ê, nhưng mà nếu vậy anh về nhà em đi.
cho dễ tập luyện luôn. Với lại nhà em đi trang phim mà. Đúng rồi, hôm nay nhà em làm sừng nướng đúng không? Ừ, nhớ mang laptop của anh nữa. Ui. Nè, xanh nhây quá vậy hả? Không phải, tại vì anh thấy em cúi xuống cái thế đó, cái anh liên tưởng đau quá, anh không làm nữa đâu. Tha cho anh đó. Thấy sống động không? Anh lòng nhớ đó. Gì lòng tiếng cho phim hoạt hình đó hả? Cho ba một vai ba lòng thử coi sao hả? Dạ không, ba cứ sinh hoạt bình thường đi, tại vì cái bộ nhân vật này giống y chang gia đình mình vậy á, nên tụi con muốn qua đây tập thử á. Dạ ba thấy ba nghe được tiếng động kỳ lạ gì ba đừng bất ngờ nha. Không mấy cho ba lòng cái vai ba trong đó đi. Cái gì vậy hả? Dạ con làm hiệu ứng đó ba. Con đậu đậu nè, con làm tiếng gầm như con hổ nghe cho đã nó vui. Vui không? Đậu đậu hả? Nó mà gầm kiểu đó nó là quỷ đó con. Tưởng như là sư tử cho sở thú nó xuất chuồng á, làm hú vía luôn á. Cái gì vậy? Cái tiếng gì ghê vậy? Ở đâu phát ra cái tiếng gì vậy? Ở đâu? Cái tiếng gì? Trời ơi! Cậu làm ra? Phát cái tiếng gì ghê vậy? Con mở nhạc cho ông nội tập dưỡng sinh. Trời ơi! Nhạc gì dưỡng sinh? Nhạc gì trụ ẻo tôi chết thì có. Con không có biết. Xin lỗi ông nội. Ây da! Gì vậy? Ôi trời, Hà Kiên. Dạ. Con làm gì vậy? Con mở nhạc lòng tiếng cho hành động của mẹ đó. Trời ơi, mẹ đang pha cà phê chứ mẹ có hạ độc ai đâu mà con mở nhạc cái ghê vậy? Xin lỗi mẹ. Tiếng này cho ba dễ đi á. Người khác đủ làm sao ta đi được. Thôi đi ra, 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 ra. Dạ, dạ. Ra đi. Ra. Ôi trời, wow, wow, wow. Trời ơi, mày làm ơn mày ve chỗ khác đi, tao đang khó chịu mà cứ đứng thở cái gì. Đồ chó hư. Đồ chó cái. Lòng tiếng động cái kiểu đó thì coi như ba đánh La Phan là ba bạo lực chó đó nghe. Gì nữa? Bà đã nói với con rồi, không được đánh đậu đậu hả? Con mà đánh đậu đậu một cái là ba đánh con hai cái, con nhớ không? Trời ơi, ba không được đổ bớt rồi. Ôi dạ, ông trai con ơi. Em á. Đúng rồi, não cái về mà suốt ngày nó là não rỗng này nọ. Anh không chép vô USB là em tiêu em rồi đó. À. Ờ thì. Thì lâu lâu em có một ngày như vậy thôi chứ bộ. Chứ đâu phải như anh đâu. Ngày nào cũng rỗng tuếch. Anh yêu em. Thank you.
Ủa, anh có nghe nhạc ở đâu không? Anh Kiên. Tại em thấy cái ngữ cảnh này nó hợp với cái nhạc này nè, nên để vô. Anh xin lỗi nha. Gọi nữa vậy. Nè, trời ơi, đang lúc hồi hộp vậy còn nghe mê ba cái nhạc này. Anh bấm lộn file, nó nói là giờ này nó gọi nè, chắc nó sắp gọi rồi đó. Trong cái tình huống này mở nhạc cho nó hợp ta. Trời ơi, anh bị lậm rồi kìa. Đi lại. Alo, tôi nghe nè. À, Kinh hả? Xin lỗi ông, gọi ông hơi trễ. Thật ra, có chuyện này. Trời ơi, bạn anh nói chuyện gì mà ấp úng vậy? Nghe nhạc này làm em lo lắng lắm luôn đó. Lậm thiệt quá. Tôi nghe tiếp này bằng thân. Thật ra công ty đó phá sản rồi. À, xin lỗi ông đừng giận nha, đừng la hét. Có, tôi bấm lộn tay. Vậy còn lương của ảnh thì sao? Xin lỗi ông nha, chuyện thành vậy rồi chắc không có lương. Em xin lỗi. Tại làm riết quen rồi. Vậy nha, bye ông, bữa nào gặp.